nay cùng mình đi chơi xe nha các bạn. Đây, xem thử đây, đây. À, bây giờ mình xem thử có xe gì nha các bạn. Đây, hiện tại thì mình đang có một cái đường đi quá tuyệt vời nha các bạn. Đó, được đi tải dài ra kia luôn. Rồi, bây giờ mình xem thử xe nào đi được. Đây, hiện tại mình đang có một chiếc xe điều khiển này các bạn ơi. Xem chiếc xe điều khiển này còn pin không nha. Wow, còn pin này các bạn ơi. Một cái điều khiển điện nước thì mình sẽ cần một cái điều khiển này các bạn. Đó, đây. Wow, không đi được nha các bạn. Wow, ở chỗ đó đứng yên luôn là đi, do đi chặt đường các bạn ạ. Rồi, tiếp theo. Đây, tiếp theo. Đây là cũng có một cái xe điều khiển này các bạn ơi. Đó, xe điều khiển này hết pin rồi. Rồi, tiếp tục mình lấy xe khác nha các bạn. Đây. Rồi, đây là một chiếc xe buýt màu vàng này các bạn ơi. Rồi, xe chơi chạy thêm sử xe chạy tốc độ nha các bạn. Wow, 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 wow. Chiếc xe buýt tới đó đã bị lật rồi các bạn, rớt xuống hồ rồi. Tiếp tục. Đây, mình có xe gì đây ta? Wow, đây là một chiếc xe đua 4 chỗ này các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chạy thôi nha. Wow, một chiếc xe đua 4 chỗ chạy khá là mạnh luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Wow, có nhiều xe quá. Đây, một xe mốc nè. Xe mốc nè, cây cẩu này nha các bạn. Lại thêm một chiếc xe nữa. Wow, một chiếc xe trộn bê tông nha. Quá dữ luôn. Wow, có con tôm đây nữa nè các bạn ơi. Một con tôm dẫn đầu đây nha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc máy bay trực thăng. Một chiếc máy bay trực thăng màu vàng. Xem được máy bay trực thăng màu vàng đây có chạy tốt không nha các bạn. Đây. Wow. Máy bay trực thăng màu vàng đã bị lật xuống rồi, hố rồi các bạn. Tiếp tục. Xe đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ạ. Xe trộn bê tông nhưng bị mất cái bồn rồi. Wow, quá dữ luôn. Xe cùng bê tông không có buồn nhưng mà chạy khá là mạnh luôn. Rồi, tiếp tục. Mình xem thử có xe gì đây. Đây là một chiếc xe cũ này các bạn ơi. Chiếc cũ bản số xe số 24 nha các bạn. Quá dữ luôn. Đấy, lên được. Tới đó cũng đã bị lật luôn rồi các bạn. Tiếp tục. Tiếp tục đây có xe xe chở động vật đi dạo này các bạn. Đó. Quá đá. Rồi đây. Tao cho nó lật luôn rồi các bạn. Xe trẻ yếu quá. Tiếp tục. Mình có xe một chiếc xe bán tải. Đây là một chiếc xe bán tải bản số xe số 19 này các bạn ơi. Quá đá luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho chạy thôi nha. Xe chạy khá là mạnh luôn nha các bạn. Đã bị rớt xuống hố rồi. Đây, có một chiếc chiếc xe xe đua màu xanh lá cây. Rồi, đây là một chiếc xe đua này, tiếp tục một chiếc xe đua nữa nè các bạn. Chiếc xe đua màu cam nha các bạn. Đây. Chiếc xe đua màu cam sao đây yếu quá các bạn. Tiếp tục. Tiếp tục mình lấy xe gì đây ta? Thôi, mình lấy xem một chiếc xe mô tô nhỏ đi. Có hai chiếc xe mô tô luôn nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cho chạy một chiếc xe trước. Xe mô tô lớn. Xe mô tô lớn dữ. Tiếp tục xe mô tô nhỏ các bạn. Xe mô tô nhỏ mạnh ghê các bạn ơi. Bị lật rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc gì cho các bạn. Một chiếc xe có hình cái thang để đưa công nhân lên cao chữa cháy này các bạn. Quá đã luôn. Lật luôn, rớt xuống hố luôn các bạn. Đường này khá lớn nhưng mà xe đây lại rớt xuống hố nha. Tiếp tục.
Đây mình có xi bản số xi số 911 này các bạn. Wi 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 này các bạn. Xi 911 nha. Wow, khá mạnh, một chiếc xi điều khiển chạy ghê khá là xa luôn rồi các bạn. Thì có một xi điều khiển đứng nhất rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Wow. Wow, mình có một chiếc xe đua màu xanh. Màu xanh lá chuối nè các bạn. Wow. Đồng trúng chiếc xe màu cam, xe màu cam đi chạy luôn. Rồi. Bây giờ là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đó. Khá dữ dữ. Wow, quá đã luôn. Chiếc xe trộn bê tông này. Wow, lật bánh luôn các bạn. Một chiếc xe trộn bê tông. Quá dữ. Đây, bây giờ mình sẽ chơi một chiếc xe màu tím này. Xe đây cũng gọi là xe đua này các bạn ơi. Wow, wow, wow. Quá thì dữ luôn rồi. Xe đua này chạy quá dữ luôn. Rồi, con tôm đây. Con tôm dẫn đầu đi nè các bạn. Đó, xe trụ mê tông nè, xe thấu nè, xe múc nè. Và xe đua này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi xe gì nữa ta. Rồi, đây. Một chiếc xe bản số xe số 95 này các bạn. Đó, quá khá luôn rồi. Xe bản số xe số 95. Wow, khá là mạnh luôn. Mình đã bị rớt xuống hố rồi, không thể đi tiếp được. Bây giờ mình sẽ chơi xe bản số xe số 47 nha. Wow, một chiếc xe màu xanh. Rồi, ok. Tốc độ luôn. Wow. Tông trúng chiếc xe hơi màu xanh luôn các bạn. Tông trúng chiếc xe hơi màu màu cam luôn các bạn. Đó. Rồi, tiếp tục. Đây là một chiếc xe 4 chỗ tiếp này các bạn ơi. Đó. Tốc độ luôn nha. Wow, lật mất tiêu rồi các bạn. Đây. Wow, mình có một chiếc xe 7 chỗ khá là bự luôn nè các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ sao chạy thứ nha. Wow, quá dữ. Rồi, lên tốc độ. Wow, mới tới đó đã lật mất rồi các bạn. Rồi, tiếp đến. Mình có chi 4 chỗ xe màu vàng các bạn. Wow, nhiều quá. Bây giờ mình sẽ chơi xe. Wow, xe màu cam lên nữa nè các bạn. Rồi, mình sẽ chơi xe màu cam nha. Wow, 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 wow. Wow, xe màu cam yếu quá, tới đó cũng đứng luôn rồi các bạn. Rồi, mình có nhiều xe đây quá. Rồi, mình sẽ chơi tiếp tục xe. Xe đây, xe gì? Chiếc xe tăng nữa này các bạn à. Rồi, mình sẽ đi một chiếc xe máy bay màu vàng nha. Wow, nghiêng xe lật luôn các bạn ơi. Thêm một hình siêu nhân nữa này các bạn. Đó, quá dữ chưa.